chị hai em cái rồi chị hai camera nè, chu mở rồi. Chào cả nhà nghe, cả nhà ơi, buổi chiều tôi bán trong quần da, ai vô ủng hộ tôi bán cái áo mà mắc quần. Ủa? Vậy? Không biết nó bán nha, mà hủ ngày áo vô quần rồi. Lại mi thiệt chứ. Ê Mui, Mui à. Úp đi vào tay con kia. Xe ta bóng trên dòng đời. Ê cho nhớ đi tụi này kìa tay. Em mua nữa hay gì em? Ở dưới quen đóng được rồi. Bọc, đổ chú cái lỗ đó kìa. Đây là chị rửa này, chị múc cho em kia. Để em mua đi, để em hồi nữa đi. Để ở nãy dạng trên đi, có thấy không? Em cầm giùm chị ơi. Đó, em cầm qua. Đấy. Quay. Này ơi. Ê, cầm qua. Em mua một bịch đó không? Một hộp, một mua. Ờ, một hộp. Ai mua hả? Một hộp. Mở cái xe lấy tiền rồi. Mở đủ mày là một hũ luôn, ba hũ luôn. Đủ má mày đủ đây. Ok. 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 Tao quýnh mày bây giờ nó chọc vào đây. Đủ đủ. Đủ hũ ai ai. Dạ lại. Đủ nghe. Dĩ ghê vậy. Đủ đây. Múc lẹ đi lấy xe đạp mà kìa. Ê ê, để bánh cưng đừng có phá. Trời ơi, để một cái. Đừng ăn cái quần què mà cưng phá dữ vậy. Trời ơi, cho bánh mà đừng có dở chứ nhiều quá. Đem về hả? Ủa gì ta là ổng như nào? Đừng có nói gì nha. Đem về hay sao? Thằng coi ăn về đem về phải chữ tao. Tại nãy tao không ăn cơm. Mày không đem về mà không tạo cái muỗng của tao mày ăn luôn. Có cái mu mà che của tao rồi. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn em nha. Ủa á. Cái này bán sao mà mắc quần vậy bà? Cái này chưa lấy tiền. Ok mở cái bèo lấy tiền. Đừng vậy. Ủa? Bán mà giữ thằng không rồi. Ơi kìa, ai mua gì kìa? Em gì vậy? 5.000 đồng. Bị biết hả? Đéo nghe. Đéo nghe. Nó mua nó để lại nè, chứ tôi chưa ăn lần nào mà. Đủ. Ăn đi, ăn đi em. Nhớ đi. Còn lại không? Lấy hết đi. Thiệt á, chị nó mua cho chị chưa ăn, ăn đi. Lấy hết đi. Lẹ quá ăn không có. Ai móc cái ruột ra mắc dậy á. Có ai đâu, còn nguyên cái bánh nó tự xé nghe hà rồi mày ai lấy. Trời, bị mẹ nhìn nó y gan cái mẹ luôn hả. Y gan má nó vậy đó. Nó mời gì biết đó. Đủ mày nó mời. Nó cao nè. Nè. Đây là lấy tay ra này là húp bằng ra da nè. Dạ đó lên. Dạ đó lên. Đây. À chê. Rồi hổ lên kìa mày á. Lòng đi hổ quay cả mẹ nha. Gái nha. Được gái nha. Rồi cắt nó, cắt nó lại nè, cắt nó lại nè mọi người. 1 2 3 chê. Rồi đi. Rồi về. Bỏ không có nha, bỏ không có. Bỏ không có. À, em mày lại đi xin một bánh cái gặp gái cái cho liền cái ẹt liền. Rồi ta nói rồi từ giờ tới khỏi cho nó miếng nữa. Thôi đừng cho nó. Cho lắm. Thôi đừng cho nó cho con mua bịch. Một hồi tao quýnh một cái nghỉ đái luôn. À, tao cho mày mê gái với mê trai là nghỉ chứ. Thật là quẩy lùn. Ở trên là gái chứ còn ngay giờ sao ăn trời. Đó. Đây nghe mọi người. Đây ở tại cổng Hoàng Gia nha mọi người. Ai có mua gì thì ủng hộ mình nha. Ở Hoàng Gia nha. Đây có bán tàu hủ nè, bán bánh nè. Bữa nay không có mua nha, cái nhà ai vô đéo dắt chưa thì dắt kiều rồi cũng có anh ta đéo nghe kìa, đạp nhầm nó mua rồi kìa. Cái nhà ơi vô mua tiếp bà kia nha. Buổi chiều tôi có bán buổi chiều nghe mọi người, giờ này còn đóng bánh nè. Cái bút phương đàm nha mọi người. Thư đàm, đàm hả? Mày là thư đàm hả? Ăn hết đi. Từ từ bụng tóc ra. Thư mới vậy. Thư mà.
thờ thờ thư kìa. Đây nè, đây là thư mời cái này nè. Thư mê mà lùn nữa rồi. Thôi nghe. Không có nghe nói nha. Cái đó tôi quýnh một cái chết đó. Cho hay chứ bộ. Mê đó là tôi quýnh đó nghe. Tôi cho hay trước nha. Nè, mê đó là cứu nghe. Thật đâu. Con không có. Tao mê cái bạn nghe. Trời ơi. Ôi. Kim Anh để đọc nha. Dòng lên coi. Kim Anh mẹ. Kim Anh ơi, dị dạng đau thương. Dạ, nghe cậu. Mẹ con mình tà hữu đi. Mày bán cáo mất cái quần đi. Bán cái chừng bán cái bọc bánh này tà hủ đi, chỉ thì ta lấy cái bức cho ăn hết cái đó đi, nhìn nó không ra đó, nãy giờ nhìn không ra luôn. Mới mới tụi nói nào tụi nói hồi nhìn nó ra hả? Tôi nói sao nó giống Kim Anh với ta. Dạ, hồi tôi chị của Kim Anh, nó là em của Kim Anh, nó là Kim Thư, má em của Kim Thư cha thì. Trời ơi kìa, dốc dáng nè, chứ sẽ ăn làm xuôi được rồi nha. Da 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 da. Đây đây đó, Kim Thư em ruột của Kim Anh. Kim Thư em ruột của Kim Anh. Quay qua coi giống em ruột không? Anh nãy quay 80 lần rồi đó. Đi ra em ruột Kim Anh hả? Dạ, giờ này tớ hụ như mực chị ta. Bước vào đường yêu. Cái gì ạ? À? Chừng mũi trắng đó. Ê, nóng mà mày đút gì? Đốt cái mũi lên giùm mày. Mày đốt cái mũi lên giùm mày. Ê, tớ hụ. Đốt cho mũi chứ sao? Đâu mua lại không có muỗng kìa. Không có muỗng thì tao cho húp cho trơn, mấy là tao húp. Ấy nhẹ nhẹ chừng nó đỡ. Tàu hủ húp đi. Ai mua mắc bia muỗng rồi. Mai á, mày gặp em mày á. Hồng quen tao. Mai mày gặp em mày á. Kêu nó là Kim kiếm mày á. Ai? Nó là Kim, em mày á. Ok. Nó là Kim chắc Kim. Nó bắt nó... chiều mày lên chả má cho mày bịch cho bánh chát này kìa. Đánh cho gái ăn nó vậy á. Bà quýnh mà thịt cứt. Trời trời. Nó xin lần nào cũng cho hết chứ. Mà quay qua cho gái ngay trước mặt cái bọp vậy trời. Bó tài. Mấy giờ xin với mày cho gái rồi. Đây nè. Ở đây luôn, xin ở đây xong nó chấp qua lĩa cho ông vậy đó đó. Chứ phải được xa sao? Con nhỏ mặt bằng bằng đúng không? Không biết. Không bao con gửi nó bên đường nha. Anh ơi, em qua bánh chén. Cô ơi, cho con bịch bánh chén nha. Trời ơi, em qua nữa liền. Trời ơi, gấp chuyện liền. Chớp liền ngang trước mặt trời ơi. Nói là phải bắt cái quay video lên. Có cho mà. Có tiền đâu mà mua. Chị phải đặt có ghệ. Tàu hủ đi. Tàu hủ có 4,000 ly mất cái muỗng. Mắc cái muỗng. Không có cái muỗng cho người ta nghiền ly. Ê bắp bẻ ơi. Đâu có chưa có bể. Thôi nghe gấp ghẻ nó gấp ghẻ rồi. Mọi người bánh phòng nghe mọi người. Thì gọi hết dung lượng chưa? Ê cháy qua Phật cháy ở lòng. Ủa cắn nghe. Quay qua. Tàu hủ đi. Chán bánh phòng đi. Mọi người ai muốn mua tiếp bà Vĩnh Thâm Kim thì từ giá 5 giờ gửi tại vô Hoàng Gia nghe cả nhà. Ai ở gần Hoàng Gia Thốt Nốt, ai ở Thốt Nốt Cần Thơ lại ủng hộ Kim ngay chân Hoàng Gia buổi chiều 5 giờ gửi. Tàu hủ đi. Bán mà mắc muỗng không hay. Có tay. Tao nể nhau, nể nhau nhưng trời nè. Trời ơi. Đây nè, tao quay ba nè, đang cho chị má mày chửi mày nè. Quay được
đó 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 đó, giờ này nó đi chơi cấp ba đó nha anh ơi, Kim Anh ơi, dĩ dãn đau thương xe cứu bộ luôn má. Dĩ dãn đau thương. Chào cả nhà nghe mọi người, chúc cả nhà vui vẻ, mai có clip khác nha.